Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là hai chiếc loa B&O Bellsound XFLOR. Nếu như mình không nói và khi các bạn nhìn qua thôi thì sẽ không thể nào phân biệt được một trong hai con loa, có một con loa là hàng fake. Chỉ khi cầm nắm, sử dụng và so sánh một số chi tiết thì chúng ta mới thấy rõ được cái điểm khác biệt. Và khi biết được điều này thì mình đã muốn lên ngay một cái video để cảnh báo và hướng dẫn phân biệt hàng real và hàng fake. Ok, không chần chừ thêm nữa, giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Trước mặt mọi người là hai chiếc B&O Bellsound XFLOR. Chiếc màu xám này là hàng chính hãng được phân phối ở bên Tam Sơn, và chiếc màu xanh này nó là hàng fake mà mình đã vô tình mua được. Nhìn ở bên ngoài thì rất khó để nhận biết, bởi vì cái hàng fake loại 1 này nó bây giờ được gia công rất là tinh vi, nhưng mà khi để ý kỹ thì sẽ có một vài điểm khác biệt. Chúng ta sẽ đi từ phần vỏ hộp trước. Từ cái phần in ấn ở bên ngoài này, nó cũng đều có độ sắc nét, và ở phía dưới vỏ hộp này nó sẽ có đầy đủ thông tin của sản phẩm này, cái mã vạch cũng như là cái serial number luôn. Bên trong thì sẽ có cái sách hướng dẫn và phụ kiện đi kèm để mình lấy ra cho các bạn xem luôn. Bên trong này thì sẽ có hai quyển sách hướng dẫn. Từ cái phần chữ này thì mình đã thấy có cái sự khác biệt rồi. Ở bên này nó rất là sắc nét, còn bên này thì trông rất là nhòe. Ở phía dưới này thì sẽ là về phần phụ kiện. Cái sự khác biệt mà mình thấy rõ nhất đó là về cái phần móc treo này, thì nó sẽ khác nhau về kích thước này cũng như là cái độ hoàn thiện. Các bạn có thể thấy rõ ở đây là cái phần mài này nó rất là lộ, và các cái khớp này thực sự là nó không ăn nhập được với nhau. Không như cái bên này thì nó từ cái nước sơn này cũng như là cái độ hoàn thiện của các khớp nối này nó cực kỳ là hoàn hảo luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cái phần phụ kiện này sang một bên để quay trở lại với loa chính. Ngay khi cầm hai loa này lên thì mình đã thấy loa real nó nặng hơn loa fake, cho nên ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái cân để mình sẽ cân luôn cho các bạn xem. Loa fake thì sẽ nặng 496 g, và loa real thì sẽ là 625 g, tức là hai loa này nó sẽ chênh nhau khoảng hơn 100 g gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống nhé. Cái mặt điều khiển ở trên loa fake này, các cái nút bấm nó sẽ lõm sâu hơn. Các ký hiệu thì nó sẽ không được đặt ở chính giữa mà sẽ hơi chếch lên một chút. Khi sử dụng thì chúng ta sẽ cần một lực nhấn mạnh thì loa mới nhận. Trong khi loa real thì các bạn chỉ cần nhấn nhẹ này thôi là ok rồi. Thêm một điểm nữa đó là về phần đèn báo. Cái đèn báo ở trên con loa real nó sẽ làm bằng với cái mặt điều khiển luôn. Trong khi loa fake thì cái đèn báo của nó sẽ hơi lõm xuống một chút. Sang đến phần logo ở mặt trước, nhìn qua thì giống nhau nhưng mà thực tế thì đây là hai phông chữ khác nhau. Cái chữ B, điển hình là chữ B này, thì ở trên loa real hai cái vòng tròn này nó sẽ bằng nhau, trong khi con loa fake thì hai cái vòng tròn này, cái vòng tròn bên trên nó sẽ nhỏ hơn cái vòng tròn bên dưới. Xuống đến phần khung nhôm thì mình phải công nhận đó là cái phần độ hoàn thiện của cái khung nhôm ở trên con loa fake này nó rất là khéo. Đường cắt thì sắc nét, lớp sơn thì cũng dày và mịn, cho cái cảm giác như đây cũng là một cái lớp sơn tĩnh điện vậy. Xuống đến phần đáy, ở trên con loa thật này thì mình không biết nó làm từ cái chất liệu là gì, nhưng mà mình có cảm giác như là nó được làm lai giữa silicon và nhựa vậy. Nó vừa có độ cứng sần như nhựa, nhưng lại có một độ đàn hồi và bám tay giống như là silicon vậy, và nó cực kỳ là khớp luôn, các bạn không thể nào tách rời ra được. Trong khi đó, ở trên con loa fake này thì nó được làm từ một cái lớp silicon rất là mềm, và bạn hoàn toàn có thể bóc ra được, có thể bóc ra tách ra cái phần đế này được luôn này. Sang đến mặt sau nó là cái cổng kết nối, thì nhìn ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất, nó sẽ là một lớp silicon, một lớp nhựa, xong mới đến cái phần chân sạc, và cái đèn báo này này nó được nhô lên cao và trông rất là dại luôn, không như ở trên con loa thật thì nó sẽ chỉ là một cái lớp nhựa, xong là đến phần chân sạc này luôn, và cái phần đèn báo này nó vừa khớp với cái mặt đáy, trông rất là sắc nét. Và một cái điều quan trọng nữa đó là ở trên con loa thật này, cái cổng USB-C này nó có thể phát nhạc, còn con loa fake này thì không nhá. Tiếp nữa là đến với phần mặt đáy, cái phần serial number ở trên con loa thật nó sẽ được khắc luôn vào phần đế, trông rất là rõ nét. Trong khi đó ở trên cái con loa fake này, đây đây là phần imei, nó được in lên nhưng mà rất là mờ, nó kiểu như là họ in lên nhưng mà không muốn mình check được cái imei của cái sản phẩm này. Và cuối cùng,
nó sẽ là cái phần móc ở đây. Thì cái móc ở trên con loa thật này nó sẽ ngắn hơn, mình đã đo rồi, nó là 0,8 cm, và ở trên con loa fake này nó là 1,2 cm. Và cái phần quay đeo này, các cái chỉ thừa của nó đã đều được cắt đi hết rồi, trong khi đó ở trên cái con loa fake này thì nó vẫn còn thừa rất là nhiều, trông rất là xấu luôn. Sau khi chụp lại những điểm khác biệt này thì mình đã gửi mail qua bên hãng và hãng cũng đã confirm lại đó là số email này nó nằm trong lô sản xuất năm 2021. Tuy nhiên việc làm giả số email này cũng rất dễ dàng bởi vì đây là số cố định, cho nên là bên làm giả họ có thể copy paste hàng loạt. Nên là khi các bạn mua loa cũ thì nên kiểm tra cẩn thận nhất có thể. Còn nếu như mà mua loa mới thì các bạn nên chọn những cái đơn vị phân phối ủy quyền của B&O, ví dụ như là điện tử Linh Anh, để được hưởng những chính sách bảo hành cực kỳ tốt của B&O. Ví dụ như là cái mẫu Beosound Xplore này sẽ là bảo hành 2 năm một đổi một. Đặc biệt hơn nữa là điện tử Linh Anh đang có giá cực kỳ tốt cho cái bản đặc biệt màu đỏ Ferrari này. Các bạn có thể truy cập cái đường link ở dưới phần mô tả để có giá tốt nhất. Ok, quay trở lại với con loa fake này thì bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong nó sẽ khác biệt như thế nào nhá. Ok, đã tháo xong xuôi rồi. Về phần bên ngoài thì mình đánh giá khá là tinh vi, nhưng mà khi vừa nãy cân thử thì mình thấy con loa fake nó nhẹ hơn hẳn, cho nên chắc chắn cái linh kiện bên trong nó sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ có sự khác biệt nhiều đến như vậy. Đầu tiên thì sẽ là về phần củ loa. Thì ở trên con loa thật nó sẽ sử dụng hai củ loa toàn giải kích thước 1,8 inch gần ngược và được đặt đối xứng nhau. Trong khi đó con loa fake này nó chỉ sử dụng một củ loa kích thước 2 inch gần lồi và mặt sau là một màng cộng hưởng. Cái phần socket ở trên con loa fake này thì nó sẽ sử dụng socket cắm dây điện, trong khi con loa thật nó sẽ dùng cáp FFC. Và chúng ta có thể thấy ở đây luôn, đó là cái con loa fake này nó dùng cái seal pin trần, còn con loa thật nó sẽ cái phần seal pin này nó sẽ có thêm một cái hộp để bảo vệ ở bên ngoài nữa. Sang đến cái phần bảng mạch này thì cũng có nhiều sự khác biệt, đó là con loa thật nó sẽ có một cái module để xử lý Bluetooth riêng, trong khi đó con loa fake này nó sẽ dùng một cái module có mã là ATS2819. Cái này thì mình sẽ lồng thêm hình để cho các bạn nhìn rõ hơn. Thì cái module này nó sẽ quản lý chung cho cái phần Bluetooth và cái bảng điều khiển. Ở bên cái phần tụ và cuộn cảm này thì cũng kém hơn hẳn, không có keo gia cố, số lượng ít hơn và kích thước thì cũng nhỏ hơn. Cuối cùng là về phần đáy loa thì để nhằm tăng cái trọng lượng của con loa fake này lên thì họ đã tặng cho chúng ta thêm hai miếng sắt. Mặc dù vậy thì nó vẫn nhẹ hơn loa thật. Ok, cuối cùng là về phần đánh giá chất âm. Với sự khác biệt quá nhiều như thế này thì mình thấy là cũng không cần nhận xét phức tạp mà sẽ đi vào thử nhạc luôn để các bạn có thể nghe và cảm nhận. Sao chua cay, men nào bằng men thương đau đớn.
Sự khác biệt phải nói là quá rõ ràng luôn. Con loa fake thì nó sẽ có âm lượng lớn hơn một chút, nhưng mà cái phần trung âm của nó rất là mỏng, dài cao thì nó sẽ chói và gắt. Trong khi đó, con loa thật này thì nó sẽ có cái trung âm rất là ngọt ngào, dài cao, sáng, chi tiết và âm trầm thì cũng sâu và gọn gàng hơn. Vừa rồi là những yếu tố để phân biệt loa Xplore thật và fake. Hy vọng là sẽ giúp ích mọi người trong cái quá trình chọn loa. Và những ai mà có câu hỏi hay là muốn so sánh những mẫu loa nào thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.